cuốn sốc nặng khi suốt ngày được anh trai quan tâm, nhưng mà nó lạ lắm. Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, trời ơi. Làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Có đứa em trai trong nhà mà suốt ngày phải thay sen trông nom cũng mệt lắm chứ đùa. Nhìn thì cảm động vậy thôi, chứ xem hết video mới thấy cảm lạnh. Ở nhà thì chớ, chứ mà trốn sen ra ngoài đi lội bùn tắm ao cái là bị anh trai túm cổ về liền. Người ta có anh thì được nhờ, chứ sao anh trai nhà này nó lạ lắm. Lạ đến nỗi lần nào cũng bị xách cổ chạy như muốn đằng xước đến nơi. Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Trời ơi, ai đến giải cứu bé chó nhỏ tội nghiệp đi. Chứ sao mà thấy thương quá trời. Túm cổ thằng nhỏ chạy mà ta nói chắc tiền đền đến nơi. Ở nhà mẹ chở mẹ che không chịu, lại trốn sang đi chơi làm gì để rồi bị anh trai túm cổ lôi về thế này. Riết rồi thằng nhỏ không lớn nổi luôn á mọi người. Làm anh lẽ ra phải biết bảo vệ em mình, chứ mà đằng này là bảo vệ dữ chưa. Đầu thai sai nền văn minh gặp phải đứa anh trai trời đánh như này, ta nói đúng là khổ quá mà. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.